Chào các bạn đã đến với kênh Món Ngon Hồ Hương. Hôm nay tôi vào bếp để nấu món chân giò hầm măng khô. Nguyên vật liệu chuẩn bị cho món này gồm có thịt chân giò, xương, măng, một chút miến rong, hành lá, hành tím, muối, hạt nêm gà, nước mắm. Nguyên vật liệu tôi đã chuẩn bị xong. Hôm nay tôi không giới thiệu kỹ về cách ngâm hay là luộc hay là cắt măng như thế nào. Các bạn muốn xem kỹ thì xem ở video món bún măng vịt, là cách chọn măng, cách cắt măng như thế nào cho ngon. Măng này tôi đã ngâm được 3 ngày, rửa sạch và đã bỏ phần già đi rồi. Tôi đã cắt thành những miếng vừa ăn như thế này. Tôi đã chuẩn bị một xoong nước đã đun sôi. Các bạn cho măng vào luộc nhé. Các bạn cho một thìa cà phê muối. Măng tôi ngâm 3 ngày mà các bạn tôi nhớ thả vào nồi mà nó đã ra cái nước vàng như này. Vì vậy các bạn ăn cái món măng khô này thì phải ngâm kỹ một chút để khi chúng ta chế biến nó nhanh và đỡ mất công phải luộc và trần nhiều nước. Trong khi chờ đợi luộc măng, tôi sẽ sơ chế phần khác nhé. Hành tím bóc vỏ rửa sạch, bốn củ. Hành tím ăn nhuyễn. Hành lá cần phần củ trắng thôi, không dùng đến phần lá các bạn nhé. Chỗ này là 900g, tôi đã rửa sạch, bóp muối, bóp giấm và xả nước nhiều lần. Để tí chúng ta trần qua đã nhé. Cần chuẩn bị thêm khoảng 9 lạng xương. Muốn nhanh chóng hơn thì các bạn có thể dùng nước cốt gà để thay vào hầm xương cho nhanh. Chỗ xương này tí nữa chúng ta cũng phải trần qua cùng với lại thịt chân giò. Các bạn luộc măng, kiểm tra măng bằng cách dùng ngón tay cấu vào. Thấy nó mềm mà vẫn còn độ giòn là chúng ta mang ra để xả nước lại. Chỗ măng này tôi đã luộc được 15 phút rồi các bạn nhé. Trong khi chờ đợi luộc măng được, tôi đặt thêm một nồi nước nữa để trần thịt chân giò và hầm xương. Các bạn cho 2 thìa cà phê muối nhé. Xương đã sôi trở lại rồi, tôi vớt ra. Đây là chỉ trần xương thôi các bạn ạ, chứ không phải luộc xương các bạn nhé. Cho vào nó sôi lên là các bạn vớt xương ra được rồi. Vẫn cái chỗ nước này, tôi cho chỗ xương ống này vào để trần tiếp. Tôi cho 3 lít nước để cho xương vào hầm. Chúng ta hầm xương cùng một lúc phải 2 nồi các bạn nhé. Tại vì cái luộc măng này cũng hơi lâu một chút này. Các bạn nhìn cái nước măng nó còn vàng như này là chưa được này. Đó. Khi nào luộc cái măng này, nước này trong, nó chỉ vàng hơi thật nhạt thôi thì được, chứ còn như này là vẫn còn đậm là phải luộc nữa. Vì vậy mà tôi phải dùng 2 bếp liền cùng một lúc. Chỗ bóng vò này trần xong, các bạn cũng phải xả nước và rửa sạch. Tôi kiểm tra nồi măng luộc nha các bạn nhé. Cái luộc măng này như thế là 2 tiếng rồi đấy, thay 3 lần nước. Nước này là nước thứ 3 rồi các bạn ạ. Mà thấy cũng mềm rồi đó. Ra xả nước lạnh. Dầu ăn nóng với cho hành tím đã băm rồi. Hành đã thơm tôi cho măng rồi nhé.
Thịt cho con gà, thịt con gà. Giờ tôi nêm nếm. Tôi cho 3 thìa cà phê nước mắm, 2 thìa cà phê bột nêm gà, 1 chỗ măng này khi tôi chưa ngâm là măng khô là 2 lạng, ngâm nó nở nhiều thế này đó. Vài phút nữa mở ra đảo một lần. Bây giờ tôi kiểm tra nồi hầm xương. Khi hầm xương nhớ vớt bọt, lâu lâu vớt một lần cho nước dùng nó trong. Các bạn xào măng với chân giò này khoảng từ 10 đến 15 phút cho măng và cái thịt chân giò này nó ngấm mắm muối. Trong lúc xào, nếu mà trong xoong không có nước, các bạn múc một chút nước dùng ở bên nồi hầm xương ấy. Đó, cho sang một chút. Nồi xương hầm của chúng ta đã được rồi. Bây giờ tôi vớt phần xương ra nhé, để cho mang sang bên nồi nước hầm này. Các bạn thế nào cũng thắc mắc là tại sao nhiều thịt chân giò thế mà tôi vẫn hầm xương. Thực ra chân giò này nó chỉ có béo thôi, chứ không có ngọt. Vì vậy tôi phải hầm thêm nước xương. Hơn nữa là cái măng này nó chẳng có cái chất gì, nó chỉ ngon là ở cái phần nước dùng này. Mình đun kỹ nó ngấm vào miếng măng làm cho miếng măng ngon. Bây giờ các bạn chuyển cái nồi xào măng và thịt chân giò cho vào cái nồi nước hầm này. Chân giò này nếu các bạn đun to lửa, nước nó sẽ đục như là nước mình vo gạo ấy. Vì vậy các bạn cũng vẫn phải nhỏ lửa nhé. Bây giờ tôi nêm nếm nhé các bạn nhé. Đây canh hơi nhạt một chút, tôi cho thêm 2 thìa hạt nêm. Chúng ta tiếp tục đun, khi nào thịt chân giò này nó mềm và cái da vẫn giòn sần sật là được. Sau khi hầm được 1 tiếng, chúng ta thử các bạn nhé. Đó, các bạn cấu này. Đó, không phải nát bét mà cấu thấy cái da vẫn giòn là được. Đấy, các bạn thấy nồi nước măng rất là ngon, không bị đục. Tôi bỏ hết mỡ đi, nhiều mỡ quá. Lúc ban đầu tôi có chuẩn bị mấy sợi miến này. Rồi các bạn cho đi trần nhé. Và 3 cái củ hành. Trần cho cái miến này nó chín các bạn nhé. Giờ tôi múc măng và chỉnh bày ra bát. Cái món canh măng hầm chân giò này hoặc là hầm với lại thịt gà chẳng hạn, tùy thích các bạn. Cứ Tết đến mâm cỗ nhà nào ở miền Bắc ấy, không thể thiếu cái món canh măng này được. Vì vậy cái món canh măng này nấu nó phải cầu kỳ như thế. Cái bát măng những ngày thường chúng ta ăn thì không nói làm gì. Nhưng cho mâm cỗ ngày Tết ấy, khi các bạn múc măng là cái miếng măng, cái miếng này cũng không được ngửa lên như thế này. Mà phải xuống như này. Đó. Cái miếng ở dưới nó muốn thế nào được, nhưng những miếng ở trên là phải úp nó xuống. Đó. Không, chứ ngày xưa là các cụ khó lắm. Các cụ bảo là những cô nào mà múc cái bát canh măng là cái măng nó cứ ngửa lên như này là những cô đó là các cụ đánh giá là vụng, không khéo. Vài sợi này thôi, nhiều quá cũng không đẹp. Đó. Không dùng đến phần lá của hành các bạn nhé. Món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Chúc các bạn thành công trong món ăn này. Xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Xin chào.